ở bên mình rất là diện để thể kết làm một workshop với chị Hạnh. Rất là cảm ơn mọi người đã tham gia workshop của mình ngày hôm nay. Buổi chia sẻ của mình ngày hôm nay sẽ bao gồm là 6 phần. Thì mình sẽ giới thiệu qua về bản thân mình, con đường nghề nghiệp của mình, cũng như là bộ môn Financial Modeling, và một chút chia sẻ với mọi người cái kỹ năng mà chủ yếu để mà mình mong muốn là ngay sau cái buổi workshop ngày hôm nay đó là mọi người có thể áp dụng ngay trong công việc của mình được. Và cuối cùng là cái khóa học mà mình và EduSmart đang phát triển. Thì vào năm 2013, cách đây gần 10 năm, mình tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh chuyên ngành quản trị tài chính tại Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng. Thì ngay sau khi tốt nghiệp đại học thì mình nhận được học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế tại Đại học Kyunghee Hàn Quốc. Và sau khi sang Hàn Quốc học được 2 năm thì mình được nhận tuyển thẳng vào làm trợ lý giám đốc chiến lược tại bộ phận chiến lược đầu tư của tập đoàn Doma Social Group. Thì sau đó vào năm 2018 thì mình theo chồng mình đi sang Úc, và lúc đó thì mình quyết định là mình rẽ sang cái con đường nghiên cứu một chút để mình có thể đi sâu hơn vào cái lĩnh vực phân tích dữ liệu, cấu trúc thị trường tài chính. Thì sau đó một năm thì mình tham gia vào công ty Sun Product. Đây là một cái boutique consultancy firm, là mình làm financial modeling như là một consultant. Thì nhờ cái việc mà mình tiếp xúc với rất là nhiều cái loại hình doanh nghiệp, mình giải quyết được rất là nhiều bài toán, khiến cho mình cảm thấy là financial modeling nó cực kỳ thú vị. Vào năm 2021 là vượt qua 4 vòng phỏng vấn thì mình đã được vào trong cái quỹ đầu tư về quỹ hưu trí cũng thuộc loại hàng đầu nước Úc là Challenger Investment Group, và mình làm chuyên viên phân tích cấp cao trong cái bộ phận FP&A là Financial Planning and Analysis. Vậy thì Financial Modeling là gì? Financial Modeling nó chỉ là một cái bản tính mà thôi. Cái sự chuyên nghiệp của cái bản tính đó, nó chuyên nghiệp đến đâu đó là tùy vào cái loại hình doanh nghiệp của bạn và tùy vào cái bài toán mà bạn đang muốn giải quyết. Chỉ là một cái mô hình tính toán, nó dựa trên những cái dữ liệu trong quá khứ và cũng như là những cái giả định trong tương lai, build một cái model qua rất là nhiều bước tính toán để cuối cùng đi là họ sẽ tạo ra được ba cái bản báo cáo, đó là Income Statement, báo cáo kết quả kinh doanh này, Balance Sheet là bản cân đối kế toán và Cash Flow Statement. Vậy thì dù là Financial Model nó áp dụng được ở nhiều nơi như vậy, nhưng mà trong cái khuôn khổ của cái buổi workshop này thì mình cũng muốn giới thiệu đến một cái khái niệm gọi là Three-Way Integrated Financial Model, có nghĩa là một cái Financial Model mà nó liên kết với nhau. Cái Financial Modeling cuối cùng của mình á, mục đích cuối cùng là để mình xây dựng được ba cái bản báo cáo, và ba cái bản báo cáo này nó phải liên kết với nhau, và cả cái bản tính của mình phải liên kết với nhau, không có cái nào thừa và cũng không có cái nào được thiếu cả, được gọi là những cái nguyên tắc xây dựng model làm sao cho nó tốt đó, người ta gọi là best practice. Thì mình cũng nhắc lại cái câu nói lúc nãy, đó là làm gì thì làm, cái structure của cái model là phải là tốt trước đã đó. Thì để cái structure của cái model tốt á, thì mình có 4 cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc thứ nhất á, là cái model đó là phải, cái structure phải rất là sound, rất là chắc chắn và phải rất là thống nhất. Cái nguyên tắc thứ hai đó là nó phải free from errors, tức là nó phải không có lỗi. Nhưng nếu mà mình xây dựng một cái model mà có lỗi thì cũng chỉ là bỏ đi thôi, không dùng được. Cái thứ ba đó là cái model đó nó phải flexible và dynamic, nó phải rất là linh hoạt và rất là biến động, bởi vì tình hình kinh doanh của công ty nó luôn luôn biến động, công ty luôn luôn phát triển. Cái thứ tư đó là nó sẽ phải minh bạch, là về cái kỹ năng về bản tính thì nó có hai cái, đó là cái keyboard master và cái những cái function, cái cách mình dùng cái keyboard. Excel nó có một cái điểm rất là thú vị, đó là bạn có thể dùng keyboard để làm mọi thứ. Thì cái việc mình dùng keyboard nó sẽ tăng cái hiệu suất công việc của mình lên rất là nhiều luôn. Bây giờ mình xong phần này, mình đi xuống tới cái phần là useful function. Có một số cái hàm, ba cái hàm mà mình muốn nói, đó là index match, sum product, sum if và offset. Thì ba cái hàm này là ba cái hàm khá là bị underrated, có nghĩa là bị người ta xem thường ở trong Excel, ít ai sử dụng lắm. Thì thứ nhất là đó là một cái hàm cũng khá là khó hiểu, và thứ hai là nó cũng khó để người ta dùng. Tuy nhiên khi mà các bạn biết dùng á, thì nó sẽ cực kỳ là tốt luôn. Tới cái phần cuối cùng, đó là giới thiệu một chút về cái khóa học Financial Modeling mà mình và EduSmart đang kết hợp để giới thiệu với các bạn. Và khóa học này dự kiến sẽ khai giảng vào ngày 1 tháng 2 năm 2023. Mình chỉ cần 15 tiếng đồng hồ thôi, thậm chí là ít hơn một chút, để mình có thể đi qua hết tất cả các cái bước để mà xây dựng cái model. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn chị Hạnh rất là nhiều ạ.